Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình Video hôm nay thì mình xin mở cái hộp máy đọc lỗi MST 100B Để mình cắm nguồn vào Để mình xem là bên trong máy Máy đọc lỗi Nó có những thứ gì anh em nhé Bây giờ mình bắt đầu là mình mở ra Thì cái video hôm trước thì tôi đã chia sẻ đến cho anh em Cái trong cái máy nó có những thứ gì rồi hôm nay thì tôi xin cắm cái nguồn của máy vào để tôi mở ra xem là máy trong bên trong máy nó, nó có à, bên cắm nguồn bỏ máy xem là nó xem là làm sau các cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ để hướng dẫn cho nhau cái cách sử dụng máy thì các cái hãng xe Honda Yamaha hoặc SRM thì mình sẽ chia sẻ khi anh em mở ra thì cũng có một thân máy và tất cả các rắc điện rắc cắm này anh em rất vô vàn cho cắm luôn đây là cái máy bây giờ mình sẽ cắm nguồn thì là bình ắc quy sẽ cắm nguồn từ bình ắc quy đây quy đây là cái rắc nguồn cũ nhà mình vì là trong này nó cũng có cái rắc nguồn này nghe anh em này nhưng mà mình không muốn sử dụng cái rắc nguồn mới vì là để cho tự tay anh em bóc túi bóng ra thì anh em thấy tự sướng của nó luôn còn mình không muốn bóc bóc trong ra nó sẽ mất cái độ zin của mà của cái rắc cắm của anh em đi <laughs> bây giờ mình sẽ lấy mượn tặng cái mượn tặng cái rác uh, cũ củ của nhà mình đang sử dụng để mình kết nối nguồn vào mình cắm bên trong máy nó có những thứ gì thì anh em mà trong này nó có cái cầu chì này anh em này cầu chì này chẳng may mà anh em có cắm lộn thì nó sẽ cháy cầu chì nhưng anh em chú ý nhá anh em nhớ cắm thực chuẩn Không, nó sẽ ảnh hưởng đến máy cháy cầu chì nhưng nhiều khi nó cũng cứ phải anh em cứ phải cẩn thận bây giờ tôi sẽ cắm nguồn vào máy này. Rồi máy sẽ lên. Đấy thì trước khi anh em cắm nguồn máy vào thì nó gồm có những bốn mục này anh em này. Mục tuần đoán này. Mục cài đặt này. Mục phiên bản này. Và mục giả lập này. Đấy cái mò cái mục giả lập này thì nó phải anh em phải mua thêm cái bộ thiết giả lập tín hiệu nữa anh em ạ. Cái bộ giá lập đó thì khoảng độ hơn triệu bộ giá lập nó nhưng mà không không mấy khi dùng. Bây giờ mình sẽ vào cái phần phiên bản đi. Coi là cái phiên bản này. Mình vào phần phiên bản đi. Thì cái phiên bản này là anh em đọc là ngày ngày sản ngày ngày nhà máy này. Có nghĩa là ngày sản xuất đấy nhá, là ngày 22 tháng 2 năm 2020. Đấy cái cái phiên bản cập nhật mới nhất trên cái dòng máy MST là cập nhật tháng 10 năm 2019 anh em nhé. Đấy thì cái máy này là sản xuất ở bên Trung Quốc anh em. Cái 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 uh, phiên bản là cái cái uh, cơ sở dữ liệu bản là V5.0 anh em nhé. V5.0 đấy máy MST 100B. Thì cái phiên bản cập nhật đến tháng 10 năm 2019 có nghĩa là nó là kết nối được với những cái dòng xe đến tháng 10 trở về trước anh em nhé vì là cái do những cái mới những cái dòng xe sản xuất năm 2020 thì chưa kết nối được mình cũng chia sẻ thật luôn với anh em luôn vì lý do làm sao vì lý do là bên cái nhà máy ở bên Trung Quốc bây giờ nó đang dịch cúm người ta không đi làm người ta chưa có nghiên cứu người ta chưa cập nhật được cho mình nhưng mà sau này thì người ta sẽ cập nhật cho mình thôi khi đó thì lúc nào mà có cái cập nhật lên những cái dòng xe đời mới thì mình cũng có trách nhiệm để mình cập nhật lên cho các anh em nên các anh em cứ yên tâm. Đấy phiên bản đến tháng 10 năm 2019 thì anh em cũng đã làm được rất chi là nhiều xe rồi. Đó là cái phiên bản. Sau này hết dịch cúm đi bên Trung Quốc người ta đi làm trở lại thì người ta sẽ cập nhật lên cho mình. Nhưng người Việt Nam mình cũng không 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 làm được gì. Đấy thì mình trở lại. Mình sẽ vào cái phần là cài đặt trước. Cài đặt này mình có cái cài đặt cơ bản và thiết lập thời gian thiết lập thời gian này thì anh em chỉnh giờ anh em chỉnh ngày thôi đấy cũng, cũng anh em thích thì anh em chỉnh cũng không không quan trọng lắm mình sẽ lên cái phần cài đặt cơ bản này đấy thì là có ngôn ngữ tiếng việt tiếng anh thôi đấy này là tiếng việt sẵn rồi thì mình cứ để tiếng việt mình dùng tiếp theo nữa là cái phần chuẩn đoán đây là cái phần cần phải sử dụng nhiều mình bấm vào ok thì anh em thì đếm xem là nó có tất cả bao nhiêu cái hãng xe anh em nhá anh em đếm xem tất cả là bao nhiêu cái hãng xe hãng xe thứ nhất này là hãng honda này à, thứ hai là sbm này thứ ba là kim cô này thứ tư là yamaha này thứ năm là suzuki này thứ sáu là cái hãng xe này mình cũng chưa thì nước ngoài mới có đấy chất chi là nhiều hãng xe Berlin này anh em này V3 này, Biazo này. Nó kết nối được tất cả là 12 dòng xe anh em nhé. Thì mình nhớ không lầm thì trên thị trường Việt Nam chỉ có được 6 dòng xe thôi. Như cái máy này nó hỗ trợ lên đến 12 dòng xe. Đó là cái phần dòng xe. Đấy. Thì là cái phần xe là mình cũng xin lưu ý với anh em luôn, mình không giấu giếm gì cả. Cái xe Suzuki nếu mà những cái dòng xe Suzuki mà sản xuất ở Việt Nam thì là không có cái máy đọc lỗi nào kết nối được với cái dòng xe Su mà sản xuất ở Việt Nam. Nếu anh em mà kiếm được một cái máy đọc lỗi trên thị trường Việt Nam, kể cả các loại máy Moto Scan mà kết nối được với dòng Suzuki thì tôi bỏ nghề luôn cho anh em xem. Chỉ có những cái dòng xe Su Suki nhập khẩu nước ngoài về thì anh em mới kết nối được còn riêng cái dòng xe su ở Việt Nam không bao giờ kết nối được mình chia sẻ rất, rất là thật mình không giấu cái gì kết nối được là mình nói kết nối được mình bán máy thật nhưng mình cũng phải chia sẻ thật đấy đó là cái điều bây giờ mình sẽ vào phần xe Honda đi xem là đấy nó có tất cả này Việt Nam Thái Lan Lào Campuchia Indonesia đấy tự động tìm xe thì là tôi khuyến cáo với anh em là anh em không nên sử dụng cái chức năng tự động tìm xe đâu anh em nhé anh em cứ ở xe ở Việt Nam sản xuất ở Việt Nam nếu ví dụ như dòng xe Vario này của Thái Lan này anh em vào Thái này những dòng xe SH Việt Nam thì anh em phải vào Việt Nam thôi anh em đừng có đào vào tự động tìm xe nó không chuẩn đấy thì nó có tất cả là lít 125 lít 110 Ablet đời 2008 2010. Ablet 2010 12 từ 13 đến 19, PCX Vision. Vision 2014 2018 đấy. Rất chi là nhiều các dòng xe. Đấy, nó kết nối được rất nhiều các dòng xe. SH Mo năm 2019. Đây tôi sẽ lật xem bên đây là có tất cả là rất chỉ là nhiều. Tới 27 dòng xe anh em nhé xe Honda thì có tới 27 loại xe Đấy, 27 loại xe còn đây là cái chỗ mà để anh em nạp phần mềm này anh em này anh em cứ vào đây nạp phần mềm thì chắc chắn là các cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em nạp phần mềm thì anh em chỉ áp dụng những dòng cái những cái dòng xe sau sau đây này a Blade sản xuất từ năm 2013 đến năm 2015 Lit 125 sản xuất từ năm 2013 đến năm 2000 SHmo SH Moore sản xuất từ năm 2013 đến năm 2015. Thì mấy cái dòng xe đó thì nó hay bị hụt ga đầu. Nặng và nhẹ, hầu như cái nào cũng bị. Thì anh em cài đặt nâng cấp phần mềm thì nó có khả năng là chỉ được hụt ga tùy từng xe, xe bị nặng, xe bị nhẹ thì nó sẽ chỉ được có những cái xe chỉ được, có những cái xe không, xe bị nặng thì không được, xe bị nhẹ thì được. Đấy. Và cái phần cập nhật và nâng cấp ECM đấy anh em ạ Mình sẽ quay lại mình sẽ vào xe Yamaha đi Xe Yamaha thì anh em sẽ tự động tìm xe thôi Anh em vào xe Yamaha Việt Nam này Thì nó sẽ hiện hết tất cả những cái dòng xe Yamaha Việt Nam Đấy Anh em rất chi là nhiều dòng xe Đấy Chắc chắn là sẽ anh em áp dụng anh em vào anh em sử dụng các bây giờ tiếp sau sau thì tôi sẽ chỉ chỉ, tiết anh từng cái chức năng cái dòng máy tôi lấy tôi còn có một cái muốn chia sẻ đến cho anh em nữa là ví dụ như này là cái máy của tôi thì sản xuất vào tháng 2 năm 2020 đến cái năm 2023 chẳng hạn người ta sản xuất cho một cái xe nào đó cái xe ví dụ như bây giờ là a blade năm 2020 đến đó lúc đó lại sản xuất ra cái a blade năm 2023 thì máy của tôi sản xuất năm 20 thì không biết cái xe năm 23 là cái xe năm cái xe gì nó to hay nó nhỏ nó cái công nghệ gì thì máy của mình lúc đó sẽ không kết nối được nhưng mà cái đơn vị người ta sản xuất cho cái máy này thì người ta lại có cái công trình nghiên cứu của người ta người ta sẽ nghiên cứu về cái xe đó và người ta sẽ cập nhật cái file cho các anh em Đấy, anh em lúc đó thì nếu mà có cái cập nhật mới thì mình sẽ thông báo, mình sẽ gọi điện cho các anh em. Để mình uh, uh, thông báo với anh em là có cái bản cập nhật. Đấy để, để anh em biết được anh em chuẩn bị cập nhật để uh, nâng cấp phần mềm. Thì là đối với những cái dòng xe mà cái năm đó người ta sản xuất nếu mà cái công nghệ nó bình thường cũng phun xăng điện tử, cũng phanh ABS, cũng khóa thông minh thì là cũng có khả năng tùy là cập nhật miễn phí, không mất tiền nhưng mà tôi lấy ra một cái ví dụ cái năm đó người ta sản xuất ra cái xe có những cái công nghệ gì đó mới mà khó thì cái nhà công ty sản xuất người ta phải nghiên cứu đến hàng vài tháng trời người ta vắt óc người ta nghiên cứu để người ta tìm ra để người ta cập nhật được cái hệ thống nó vào cho mình thì cũng có khả năng là mất phí nhiều hay ít thì đó là tùy thuộc vào cái bên trung quốc anh em nhé người việt nam cũng không có làm được người việt nam chỉ có ngóng thông tin thôi nó bảo cập nhật là cập nhật mất phí thì mình thông báo với cho anh em là mất phí anh em nào cập nhật thì cập nhật không cập nhật thì thôi còn miễn phí thì mình cũng thông báo cho anh em anh em cập nhật được thì cập nhật không cập nhật được thì thôi đấy thì tất cả những cái anh em mà mua cái máy nhà mình thì đều được mình lưu lại hết để sau này có phiên bản cập nhật thì mình sẽ chủ động mình gọi mình thông báo cho các anh em mình bán máy nhưng mà mình còn cả hỗ hậu cả hỗ trợ kỹ thuật về sau nữa anh em nhé trong quá trình anh em làm việc không có vấn gì đó vấn đề gì đó anh em không hiểu hoặc là anh em chưa biết cách sử dụng thì anh em cứ gọi cho mình thì mình sẽ có trách nhiệm mình hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em từ là đọc sâu thố hiện hành mình cũng phải hứa sử liệu động cơ mình cũng phải là hỗ trợ cho anh em chứ không phải là mình bán xong cái máy là mình chạy mất dép luôn đâu mình không có cái kiểu đó đấy thì cái video hôm nay thì mình chia sẻ đến cho anh em cái máy và cái phiên bản đó, vậy thôi các cái dòng xe đến 12 dòng xe vậy thôi đấy thì là cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đọc dữ liệu này đọc các cái cảm biến này reset động cơ nó như thế nào là phần mềm thì cái video hôm sau tôi sẽ làm đấy thì cái video hôm nay á, thì tôi cũng chia sẻ đến cho anh em như vậy máy này thì được bảo hành 12 tháng anh em nhé bảo hành 12 tháng anh em anh em nào mà quan tâm thì cứ gọi một số điện thoại tôi đang để trên màn hình tôi sẽ cung cấp cái máy độc lũy mst này cho cái nhau xin chào anh em chúc anh em thành công